Vâng, xin chào tất cả bác ngoại miền Tổ quốc nha. Hàng về cuối tuần về được hai cặp loa Mỹ rất là đẹp quá, cực đẹp luôn và giá nó cực kỳ thơm. Thì trong này đó là một có một cặp loa sạc Queen Vega Bass 33 đường tiếng với một cái cấu hình này thì các bác vừa nghe nhạc hát karaoke vô tư. Bass 30 thùng vân gỗ lãng, vân sáng rất là đẹp các bác. Cặp này đẹp nhã nhựa luôn nha. Eken của nó Eken zinc, thơm phức các bác. Đây nhìn này nó mới, cặp này đẹp mới, giá mang luôn nha. Giá rất là yêu để các bác mình sở hữu nha. Em giao cặp này là 16.300.000 nha, bao gồm phí ship rồi các bác. Tại vì cặp này to, em cân đối tiền ship, tại vì tiền ship đã mất 600.000 rồi các bác. Nên em cân đối là 16.300.000. Các bác đã sở hữu một cặp loa sạc Queen Vega. Rất là đẹp quá. Nó đẹp cứng luôn nha. Đây, các bác nhìn phía trên này. Cạnh vách khỏi bàn nha các bác, khỏi bàn. Hàng bên em là biết các bác em tuyển kỹ là cỡ nào rồi. Đây. 175W DX5 8 ohm. Sạc Queen Vega DX5, lỗ thông hơi phía sau. Sạc Queen Vega DX5 nha, bass 30, 1 mic, 1 chép kèn. Giá 16.300.000. Là em Chiến đã bao gồm phí ship nha bác, chỉ còn đủ thì em bớt 200.000 nha. Còn 16.100.000. Rồi đây là cặp loa cũng rất là nổi tiếng của hãng JBL, đó là 4410 Catron Monitor. Sở hữu cái cấu hình nó y chang cặp L112 các bác, nhưng mà giá thành nó sẽ yêu hơn. Dòng này thì nó mang công suất lớn, các bác cần một cái ampli khoảng 250W trở lên để khai thác được nó nha. Ví dụ như là Lookman nè, 309, 309V, hoặc là những dòng mặt răng các bác, Concept 5.5, 6.5, vân vân, Sansui rồi đó, 7070 trở lên. Con này là con 4411 nha các bác, đẹp cứng luôn, các bác nhìn cái tem này, mặt sớ tem này các bác, hai volume tinh chỉnh. Hàng chất Mỹ về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam với đồ đẹp này các bác nhìn đồ đẹp này. Cặp này em đang giao là 24.000.000 đấy, ngất các bác, ngất bất ngờ chưa, một cái giá rất là yêu thương và chỉ có một cặp các bác. Với cặp này thì lâu lắm em mới về các bác, 4410 em về với giá rất là yêu tốt luôn nha, rất là tốt luôn, 4410. Bình thường các bác mua với cặp này từ 27 đến 27.5 mới có một cặp nha, và cặp nó đẹp nhã nhựa luôn. Đấy, Eken này các bác. Eken này, nó là dòng Catron Monitor 4410, mang cấu hình của L112, nhưng mà hệ thống kiểm âm của nó rất là lớn, nó yêu cầu công suất lớn các bác, 250W trở lên là ok nha. Chạm loa, cặp loa rất là mới, xuất sắc luôn nha. 24.000.000 cho bác nào mạnh danh tay nha, sở hữu được cặp loa JBL 4410, bass 30 găng mút, 1 mic, 1 chép đo. Và đây là hai con Sansui hàng khủng của lòng dòng 4 số 9090 và 9090DB. Giá lần lượt là 32.000.000 và 48.000.000, bao gồm phí ship nha các bác. 32.000.000 và 48.000.000. Đẹp cứng luôn nha các bác, không điểm trừ này. Các bác nhìn con 9090 mới về này, nó mới long lanh luôn. Hàng mạng đấu giá về với những sản phẩm em liệt tuyển lựa kỹ lưỡng. 9090, công suất max lên tới là 750W, không ngán luôn nè. Với âm thanh tuyệt hơi, tuyệt hay, rất là căng ở ba giải. Đánh bot, đánh với bot thì 6-1, chơi hai cặp, nó có thể chơi được hai cặp này luôn nha các bác. Cả cặp này và cặp này, con 90 đều đánh rất là tốt, và 90DB cũng vậy. 90DB thì nó nổi tiếng đó các bác. Tiếng nó thiên về ấm, con này em đang giao là 48.000.000 nha. Sexy vàng, mới len ken. 48.000.000. Còn con sạc Queen Vega là 16.000.000. DX5 là 16.300.000 nha. Đẹp lắm. Các bác nào mà đang tìm cặp loa mà yêu thích sạc Queen Vega thì chốt ngay cặp này, tại vì nó quá mới quá, với một bộ vân gỗ vàng như thế này, chứ không phải vào những cái cặp đen các bác. Đây, mức hơn cái 18 luôn. Rồi, con này giá 16.3, 9090 là 32, còn 9090DB là 48. 4410 Catron Monitor là em giao là 24.000.000. Đấy, các bác nào yêu thích sản phẩm nào cứ alo cho em và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ. Liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại 0978338142 là 0965770227.